Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một cái căn nhà 5 tầng giá chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. Và với cái căn nhà này thì sổ đỏ tất nhiên chuẩn chỉnh, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với căn nhà này, thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 4m35, chiều dài của ngôi nhà 5m78, và với cái vị trí của ngôi nhà này thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sổ đỏ chuẩn chỉnh, sổ khẩu Hà Đông, bàn giao nhà ngay đúng như hiện trạng của ngôi nhà, thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ ra sao, với đường ngõ trước nhà thực tế hai xe, một xe máy và một xe ba gác tránh nhau thoải mái, kia là đường ô tô có thể đi qua. Với căn nhà này, sổ đỏ vuông vắn, không lỗi phong thủy, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế của ngôi nhà tương đối ổn áp, 5 tầng, công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Với cái phần thiết kế của ngôi nhà, bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm sinh pha. Với cái thiết kế của ngôi nhà này, quan trọng Ngọc Anh sẽ nói qua vị trí một chút cho quý vị. Vị trí đi lại giao thông thuận tiện, gần với lại bến xe Nghĩa, gần với lại cuối khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km, cách với trường đại học Phenica 2,5 km, tận dụng ở xung quanh tiện ích dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều rất là đầy đủ, chợ dân sinh cách nhà 200m. Và sau đây mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với cái căn nhà này thì thiết kế tầng 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh cho quý vị. Ngoài năng đứng ở đây đó là phần phòng khách. Về cơ bản ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Toàn bộ hệ thống chân thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp được lắp cho quý vị đầy đủ. Và với cái căn nhà này thì quý vị dọn đồ về ở được luôn trong ngày, bàn giao nhà luôn trong ngày cho quý vị, sổ đỏ sang tên cũng luôn trong ngày. Với cái gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, cái tông màu sơn chủ đạo là màu trắng, gạch lát nền của ngôi nhà cũng màu trắng, cho nên nó khá là hài hòa mọi người ạ. Và đây là cái phần tầng 1, ngoài cái phần phòng khách thì đây là phần không gian phòng bếp. Với cái diện tích 30m thì thực tế luôn, Ngọc Anh đã chia sẻ rất nhiều ở các video khác. Nếu như khách hàng nào mà chưa xem hoặc là quý khách hàng thường xuyên theo dõi thì quý khách hàng cũng biết được rằng với 30m thiết kế 5 tầng thì mỗi một tầng một phòng ngủ, cũng như ở phía dưới tầng một phòng khách, phòng bếp như thế này thôi. Còn chỉ có diện tích lớn hơn thì mới thiết kế là tầng 2 phòng, sao cho nó hài hòa. Và với cái căn nhà này, nếu như mà quý vị đang có một cái lô đất nào đó khoảng tầm 30 đến 32, 33 mét vuông vắn như thế này mà không biết thiết kế nhà ra sao, thì quý vị có thể tham khảo mẫu nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay và review cho quý vị nhé. Bên Ngọc Ánh cũng có nhận luôn thiết kế thi công công trình từ A đến Z cho quý vị. Và cái phần đấy thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em để em có thể tư vấn tốt nhất cho mọi người nhé. Tiếp theo mời quý vị khám phá nốt phòng bếp của em ở phía tầng 1. Với cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện chỉnh chu cho hết quý vị. Với cái ở đây là cái chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, điện thì là sử dụng là điện lực EVN Hà Nội. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà quý vị nha. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Nói chung căn nhà này thiết kế chỉnh chu, hài hòa. Với cái giá hơn 2 tỷ một ngôi nhà 5 tầng cả nhà và đất quý vị nhá. Cả nhà và đất chứ không phải là đất không hay là nhà không, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, cái giá rất là hợp lý. Xung quanh dân cư đông đúc, tiện ích chợ trường phường trạng đầy đủ. Tầng 1 ngoài ra đây có thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, ngăn cách giữa phần cầu thang phần cửa chính ở đây, thiết kế cho quý vị một vách lam CNC. Ở dưới này quý vị có một cái kệ nho nhỏ để trang trí. Toàn bộ những cái này chất liệu đều là gỗ mọi người nhá. Và Ngọc Anh xin trân trọng mời quý vị lên tham khảo cùng em các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, Ngọc Anh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Với tầng 2 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài. Tất cả các phòng ngủ đều có ban công hướng ra phía bên ngoài. Về cái phần giá của ngôi nhà, Ngọc Ánh sẽ để ở phía dưới phần miêu tả. Bởi vì sao ạ?
có một số thời gian mà chủ đầu tư có biến động thay đổi lên xuống một chút thì em sẽ thay đổi chỉnh ở cái phần miêu tả cho quý vị để quý vị có thể nắm rõ nhất cái phần giá ở dưới thông tin giá bán nhé. Đó, còn đâu thì nhà quay như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy. Đây, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Quý vị nào đang hợp hướng đông bắc thì đừng bỏ lỡ cái ngôi nhà này, giá rẻ, hợp lý. Về ở được luôn, phòng ngủ rộng rãi. Trên phía phòng ngủ thì chủ đầu tư lát gạch giả gỗ, kích thước gạch 60-60 cho quý vị. Đó. Cửa thông phòng, thiết kế ở đây toàn bộ là cửa nhựa composite mọi người nha. Và phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài cầu thang đây, rất là sạch sẽ, rất là rộng mọi người ơi. Đây là phần phòng vệ sinh. Đây, thiết kế tương đối cho quý vị, công năng sử dụng bồn cầu cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá cho mình. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là của nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này 5 tầng, 3 phòng ngủ rất là rộng. Mỗi một tầng thiết kế một phòng, công năng sử dụng hài hòa hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Mọi người ạ, đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED. Nói chung với một cái căn nhà được xây dựng 5 tầng, cả nhà và đất như thế này là thiết kế tương đối là ổn áp quý vị nha. Đó, nhiều khách hàng cũng chia sẻ với Ngọc Ánh rằng tại sao diện tích nhỏ mà bọn em thiết kế nó hài hòa thế mà anh ở quê 6-70m thiết kế nó vẫn không ok lắm, cảm giác vẫn bị chật. Bởi vì thực ra ấy mọi người ạ, cái nhu cầu sử dụng của mỗi một hộ gia đình là khác nhau, của mỗi một người là khác nhau. Quý vị đang ở quê nó rất là rộng, mà quý vị lên trên tới Hà Nội 30m nó cực kỳ là bé. Nhiều khách hàng còn nói trêu bảo như cái chuồng gà ấy mọi người ạ. Nhưng mà thôi, ở Hà Nội tấc đất tấc vàng cho nên nó mới có những cái giá thành khác nhau như vậy. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Và phần còn lại sân phơi. Đây quý vị ơi, sân phơi của ngôi nhà đây. Quý vị sẽ hỏi rằng ở cái vị trí này xung quanh dân cư đông đúc hay là heo hút đây. Ngọc Anh sẽ review cho quý vị thực tế luôn. Heo hút hay là đông đúc thì quý vị có thể nhìn luôn bằng mắt thường chứ cũng không phải là nghe nói ạ. 100% những căn nhà Ngọc Anh review quay lên cho quý vị là sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy pháp hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, giá bán để dưới phần miêu tả. Rất mong mọi người thông cảm, bởi vì sao ạ? Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, một số căn nhà hiện tại tại thời điểm này chủ nhà có tăng giảm một chút thì Ngọc Anh sẽ để ở phần miêu tả để có dễ dàng chỉnh sửa tại cái thời điểm đấy giá bán cho quý vị hợp lý nhất. Và mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, được đi xem nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.